Chào các em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các em bài thực hành số 2 của phần mềm Excel. Thì trong bài tập số 2 này thì mình sẽ làm quen với kiểu dữ liệu test. Mình sẽ sử dụng các cái hàm liên quan đến cái dữ liệu test để mình xử lý cái dữ liệu kiểu dạng test này. Thì việc đầu tiên là các em hãy tạo lại một lập lại cái bảng tính giống như ở trên màn hình của chúng ta đang thấy. Trong đó chúng ta sẽ lập cái bảng tính này với cái mã hàng. Chúng ta có mã hàng như này, và bây giờ chúng ta sẽ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Sẽ điền vào cái cột mã xuất nhập khẩu này. Ở đây là cái ký hiệu ha. Ký hiệu là XK là xuất khẩu, tên sản phẩm là đại diện bằng cái ký tự số 3, là 1 là 2 là 3 nè. Tên sản phẩm là ký hiệu cái ký tự số 3, G là gạo, G đây là dầu, và T chính là than. Mình các bạn cái sản phẩm như vậy. Nước sản xuất thì nước sản xuất là chúng ta có một số 1 là bên này là ký tự ở phía bên tay phải của mình, một ký tự là đối với số 1 là Mỹ, số 2 là Nhật và số 3 là Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy 1 2 3 rồi. Số lượng thì chúng ta tự nhập vào, và đơn giá chúng ta tự nhập vào. Thành tiền, cột thành tiền thì bằng số lượng nhân cho đơn giá. Cột thuế, thuế thì sẽ bằng thành tiền nhân cho phần trăm thuế. Trong đó phần trăm thuế thì được quy định bởi hai ký tự số 4 và số 5. Số 4, 1, 2, 3, 4, 5, hai cái tự này nó sẽ quy định là cái số thuế, phần trăm thuế. Rồi cước chuyên chở thì bằng thành tiền nhân với 1%, nếu nó xuất phát từ Việt Nam 6% là từ Nhật, 15% là từ Mỹ. Tổng cộng thì bằng thành tiền cộng thuế cộng cho cước chuyên chở. Như vậy là trong cái bài tập này chúng ta chủ yếu làm việc với cái dữ liệu test ở đây ha, làm dữ liệu test từ cái mã hàng này. Như vậy tại sao người ta lại trong Excel người ta sử dụng cái thường là người ta sử dụng các cái mã hàng, cái mã hàng này ha? Tại vì khi chúng ta quản lý dữ liệu thì chúng ta không thể nào quản lý theo kiểu là cái mô tả cái đối tượng của chúng ta. Nó có rất là nhiều cái thuộc tính, ví dụ như là đối tượng gạo. Gạo thì trong đó có gạo loại 1, loại 2, gạo đó là gạo xuất khẩu hay gạo nhập khẩu, hay là gạo đó có thuế bao nhiêu phần trăm, vân vân. Thì rất là nhiều cái thông tin nó nằm ở trong một cái đối tượng. Như vậy là gì? Bắt buộc chúng ta phải sử dụng các cái mã hàng hóa để chúng ta lưu trữ các cái thuộc tính, các cái thông tin của cái hàng hóa đó, để khi mà chúng ta cần làm việc xử lý dữ liệu thì chúng ta chỉ lôi cái mã nó ra thôi. Giống như là chúng ta con người chúng ta có cái chứng minh nhân dân, hoặc là nếu chúng ta sinh viên thì chúng ta có mã số sinh viên, thì cái mã số đó nó sẽ đại diện cho cái đối tượng mà chúng ta xét đến. Nó cho nó tinh giản, nó gọn gàng lại. Thành ra trong Excel này đa số chúng ta làm việc là chúng ta cũng có cái mã hàng hóa là chúng ta quy định để cho nó dễ làm việc và thống nhất, dễ xử lý dữ liệu. Thì ở đây bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài tập. Thì đầu tiên đối với kiểu dữ liệu test thì chúng ta có các hàm, ví dụ như hàm xử lý dữ liệu như là hàm hàm let, hàm write, hoặc là hàm mix, hoặc là hàm len tính chiều dài, vân vân. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hành một số cái hàm đơn giản như vậy ha.
Thì ở đây là mã xuất khẩu nè, mã xuất nhập khẩu nó quy định bằng hai ký tự đầu tiên của cái mã hàng. Như vậy thì hai ký tự đầu tiên của mã hàng này thì chúng ta thấy nó ở bên tay trái ha, bên tay trái, nên chúng ta sử dụng cái hàm left, left ở bên cái tay trái này nè, để chúng ta lấy được hai ký tự này. Như vậy thì chúng ta muốn lấy ghi vô chỗ này là XK, tức là xuất khẩu, thì ngay chỗ này nó sẽ thành xuất khẩu, nên nhằm thành là nhập khẩu. Thì để làm được như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hàm left. Thế là bây giờ ta sẽ nói tiếng Việt trước cho nên nó dễ hiểu trước ha. Nếu bên trái của cái ô mã hàng hóa này là chữ SK thì ghi xuất khẩu. Đó, vì chúng ta sẽ đọc tiếng Việt như vậy ha. Nếu bên trái của ô này chúng ta lấy hai ký tự mà bằng SK thì chúng ta ghi xuất khẩu. Ngược lại là chúng ta gì? Ngược lại là nhập khẩu. Như vậy là chúng ta đừng có ghi luôn một lần. Nếu như vậy thì nó ghi kiểu đó thì nó rất là phức tạp. Khi nào mà chúng ta rành rồi thì chúng ta ghi luôn. Còn ở đây mình sẽ chỉ theo hướng là gì? Chúng ta mới bắt đầu học nên chúng ta sẽ sử dụng hàm left để chúng ta xác định xem thử mình sử dụng hàm left đối với hai ký tự này là có đúng hay không đã ha. Là như vậy chúng ta sẽ bằng LEFT hàm left này thì chúng ta mở ngoặc ra left thì nó hỏi là left lấy cái bên trái của cái chữ nào. Thì cái chữ ở ô đây rồi, lấy bên trái bao nhiêu ký tự thì chúng ta sẽ gì, num chắc ra đây nè, ra là lấy bao nhiêu ký tự thì chúng ta lấy hai ký tự. Và chúng ta đóng ngoặc lại rồi enter, và chúng ta sẽ thấy là gì, nó cái hàm này, hàm left này nó sẽ xử lý cái chuỗi ký tự này và nó sẽ lấy bên tay trái của chuỗi ký tự này là hai ký tự là XK. Ok, chúng ta kéo xuống. Như vậy là chúng ta sẽ thấy nó lấy đúng hai ký tự. Như vậy là hàm này là hàm left chúng ta đúng rồi nè, ra chúng ta xử lý từng hàm một. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xem thử đáng lẽ chỗ này chúng ta phải ghi là gì, xuất khẩu, nhưng mà ở đây nó chỉ ghi SK thôi. Như vậy mình sẽ thêm một hàm vào nữa làm if, nếu như cái vế này nè, nếu như cái đóng này nè mà là chữ SK thì chúng ta ghi là xuất khẩu. Như vậy chúng ta sẽ bằng hàm if nếu nè, mở ngoặc ra nếu hai cái từ đầu tiên này đó, hai cái từ đầu tiên chúng ta tìm rồi đó, hai cái từ đầu tiên đó mà bằng bằng cái gì, bằng chữ XK thì chúng ta nè, điều kiện logical test là điều kiện nè, điều kiện là bên trái hai ký tự mà bằng chữ XK thì ghi xuất khẩu. Chúng ta đóng cái test lại. Đối với test thì mình phải bỏ trong một test để nó tránh với cái trường hợp là gì, nó phân biệt với cái trường hợp là cái tên của cái hàng. Nên chúng ta đóng một kép lại đây. Rồi nếu mà mình bên tay trái đó, mình lấy hai ký tự mà nó là XK thì mình sẽ ghi là xuất khẩu. Ngược lại thì mình sẽ ghi là gì, nhập khẩu, tại vì mình chỉ có hai cái thôi. Nhập khẩu rồi chúng ta đóng ngoặc lại. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là gì? Ở đây là chúng ta sẽ có được cái nhập khẩu. Rồi cái xuất khẩu, SXK là xuất khẩu, NK là nhập khẩu.
Như vậy chúng ta sẽ thấy đúng này. Bây giờ chúng ta có thể là gì, xong cái này rồi chúng ta có thể là gì, vào xem lại dành cho những người nào chưa hiểu thì mình vào đây mình xem lại. Đầu tiên là mình sẽ mã xuất khẩu hoặc là mã nhập khẩu nó phụ thuộc vào hai cái ký tự đầu tiên của cái ô này ha. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếng Việt. Nếu nếu hai ký tự đầu tiên này là cái chữ XK thì mình ghi xuất khẩu, ngược hai là mình ghi nhập khẩu. Thì ở trong đây mình sẽ sử dụng là nếu nè nha, mở ngoặc ra lấy bên trái hai ký tự, mình dùng hàm let nè, let của ô B7 nè, lấy hai ký tự đó mà bằng gì XK thì dấu phẩy nè, thì mình ghi xuất khẩu, ngược lại là gì nhập khẩu. À, như vậy đó. Ừ. Như vậy là chúng ta đã là quen xong cái hàm let để lấy gì hai ký tự bên tay trái. Mình đếm vô là một hai này, mình đã lấy hai. Rồi giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái tên sản phẩm. Tên sản phẩm là đại diện bằng ký tự thứ ba ở trong cái mã hàng. Tên sản phẩm này là gạo hoặc là dầu hoặc là than. Thì ở đây rồi bây giờ mình sẽ làm cái thứ ba này là cột sản phẩm. Cột tên sản phẩm này là gì, thì mình đối với cái ký tự mà nó nằm ở ở giữa này thì mình không dùng hàm let được, không dùng hàm right được, thì mình dùng hàm mid. Hàm mid là hàm lấy chính giữa. Như vậy là ở đây mình biết cái chữ cái ký tự số 3 nó ở chính giữa nên mình sử dụng hàm mid là lấy ký tự chính giữa bằng là mid. Mid mở ngoặc ra, mid là nó hỏi là lấy cái chuỗi nào, xử lý chuỗi nào ha. Mid là mình lấy cái ô này rồi, nó sẽ phải nè, nó sẽ hỏi là gì, bắt đầu lấy cái ở cái ký tự số mấy, thì mình muốn lấy là gạo hoặc là dầu hoặc là than, mà những ký tự này nó nằm ở vị trí số 3, một nè, hai nè, ba nè. Như vậy cái điểm bắt đầu mình lấy là số 3. Rồi phải. Như vậy điểm bắt đầu mình lấy là số 3 và nó hỏi là num chart là lấy bao nhiêu ký tự. Mình chỉ lấy là một ký tự thôi. Được chưa? Rồi, một ký tự là vì ở đây là mình chỉ muốn lấy chữ gạ, chữ g hoặc chữ giờ hoặc chữ t thôi. Nên mình sẽ lấy một ký tự ha. Rồi, chúng ta nói một lại, chúng ta xem thử. Rồi, như vậy là hàm mid đó, nó sẽ lọc ra trong cái chuỗi này nè. Được chưa? Nó lấy đúng cái chữ g ha. Rồi, thì chúng ta kéo xuống. Rồi, chúng ta sẽ có được ký tự thứ ba ở trong cái mã hàng hóa này là thế này. Thì tương tự như vậy, g sẽ là gạo ha, còn giờ sẽ là dầu, còn ngược lại là gì, là than. Như vậy chỗ đây chúng ta phải bổ sung thêm một hàm if ha. Nếu là chữ g thì nó là gạo, nếu chữ giờ thì nó là gì? Là dầu, ngược lại là than than. Như vậy chỗ đây chúng ta sẽ gì, sử dụng hàm if, mở ngoặc ra if nếu nếu cái ký tự số 3 này là bằng bằng gì, bằng g bằng g thì ghi là gạo ghi là gạo, đóng ngoặc lại. Ngược lại, nếu tại vì mình có tới ba cái là ba cái, thứ nhất là gạo và dầu và than nên mình phải có ít nhất hai chữ ít. Ở đây là gì, mình sẽ if của đúng cái hàm này là, được chưa? If của hàm miss mở ngoặc ra
cũng là gì? B7,3,7,1 rồi đóng ngoặc lại. Đấy chưa? Nếu B hàm đó bằng, tức là nếu lấy cái ký tự số 3 đó mà bằng chữ giờ thì ghi là gì? Dòng. Đóng ngoặc lại. Rồi, như vậy mình có gạo có dầu rồi, thì nếu mà không phải gạo mà không phải dầu thì còn lại là gì? Là than đá. Như vậy là cái cuối cùng của mình là không cần dùng if nữa. Mình ghi là gì? Than đá. Than. Rồi, đóng ngoặc lại. Mở ra bao nhiêu cái if thì mình có bao nhiêu cái ngọt thì mình sẽ đóng lại đúng như vậy. Rồi sau mình enter rồi rồi. Như vậy là chỗ đang sẽ ra là gạo nè. Rồi xuống kéo xuống. Như vậy là ở đây là chúng ta sẽ làm quen với cái hàm mid ha. Hàm mid mình nhắc lại nè. Hàm mid là hàm lấy cái ký tự ở giữa cái chuỗi. Rồi như vậy ví dụ như ở đây là hàm mid nè, muốn lấy một ký tự nào ở giữa, ở giữa cùng một cái chuỗi chuỗi chữ này nè. Rồi phải test nè, rồi phải làm bắt đầu lấy ở vị trí thứ mấy. Ở đây mình muốn lấy là gì? Lấy chữ g là ở vị trí thứ ba, 1 2 3, nên chỗ này mình sẽ ghi là số 3. Và ở chúng ta lấy bao nhiêu ký tự là nó sẽ thành num chart. Num chart này là bao nhiêu ký tự. Như vậy chúng ta muốn lấy chữ g không thì chúng ta sẽ lấy một ký tự. Rồi như vậy là mình có cái hàm mid là hàm xử lý lấy dữ liệu test ở giữa của một chuỗi nào đó. Rồi như vậy chúng ta sẽ được cái tên sản phẩm ở đây. Rồi tương tự như vậy là nước sản xuất. Nước sản xuất số 1 là Mỹ, số 2 là Nhật, số 3 là Việt Nam. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ gì? Sẽ lấy cái ký tự bên tay phải của ô này. Như vậy để mà chúng ta là gì? Lấy đúng thì chúng ta làm thử trước cái hàm right đây, bằng HT right của gì? Của cái mã hàng. Rồi phải, chúng ta lấy bên phải của cái chuỗi ký tự này. Bao nhiêu ký tự, lấy bao nhiêu ký tự là nông sắc ha. Bây giờ lấy bao nhiêu ký tự, chúng ta lấy một ký tự thôi. Lấy bên phải một ký tự, rồi đóng ngoặc lại và enter. Chúng ta sẽ thấy là gì? Cái hàm right này nó sẽ gì? Lấy bên tay phải của cái chuỗi ký tự mã hàng này, lấy một chữ số. Như vậy là nó sẽ ra kết quả như này. Thì nếu mà chúng ta dùng cái hàm này á, hàm right này á, thì khi chúng ta làm xong, mặc dù ở đây là số 1, số 2, số 3, thì mặc định là khi mà chúng ta có số là nó sẽ nằm ở bên tay phải, mà chữ nó sẽ nằm ở bên tay trái. Như vậy là nếu cái hàm của mình ở đây là hàm right nè, là mình đang xử lý kiểu dữ liệu là kiểu test kiểu chữ, nên sau khi chúng ta xử lý xong là nó sẽ nằm ở bên tay trái, là ra số này đang nằm bên tay trái. Là mình đang hiểu cái này là đang là kiểu test chứ không phải kiểu số. Còn nếu mà chúng ta muốn nó là chuyển qua kiểu số thì chúng ta sẽ thêm một cái hàm value vào trước nữa nha. Ví dụ như là bằng value của cái giá trị này. Lúc đó là gì? Sau chúng ta enter xong là cái hàm test, hàm value đó nó sẽ chuyển từ test sang số cho mình, sang kiểu dữ liệu số, nên nó sẽ gì? Sau khi enter xong nó sẽ qua bên tay phải của mình. Như vậy mình xem tiếp nè. Nếu như mà
Bây giờ mình sử dụng kết hợp thành là nếu số 1 nếu số 1 thì là mình ghi Mỹ, và nếu số 2 thì mình ghi Nhật, và nếu số 3 là mình ghi Việt Nam. Như vậy ở đây á thì mình sẽ kết hợp luôn dùng thành nếu, nếu này nếu cái này mà bằng bằng chữ 1 chữ 1 đây này, thì mình ghi là gì? Mỹ. Rồi đúng. Ngược lại cũng nếu mở ngoặc ra nếu mà dùng thành right, nếu right của cái ô này lấy một ký tự này nhé, bằng là chữ 2 thì là ghi là gì? Nhập. Còn nếu mà không phải Mỹ, không phải Nhật thì cái còn lại là cái của Việt Nam. Như vậy cái Việt Nam. Rồi, chúng ta đóng ngoặc lại. Như vậy ở đây là chúng ta sẽ thấy một nè, một là Mỹ nè, một là Mỹ, hai là Việt Nam, hai là Nhật Bản. Rồi chúng ta sẽ xem thử. Nhật, Việt Nam. Rồi, chúng ta đã làm quen với ba cái hàm xử lý chuỗi dữ liệu, là hàm left, hàm mix và hàm right, ba hàm rất hay dùng. Thì chúng ta cần phải hiểu cái đó. Cố gắng chúng ta sẽ hiểu trong công thức. Rồi, số lượng thì ở đây mình tự nhập vô đây. Rồi, đơn giá ví dụ như là cho gạo là 15.000 đúng không? 15.000. Rồi. Dầu 17.000. Này chúng ta có thể là cho bao nhiêu đó chúng ta cho ha, và là ví dụ cái hàng thôi, còn số liệu này không có chính xác lắm. Rồi à, ví dụ như vậy đi. Rồi thành tiền thì mình sẽ bằng cột thành tiền này sẽ bằng gì? Bằng số lượng nhân cho gì? Đơn giá. Enter. Chúng ta kéo xuống. Rồi. Thuế. Thuế thì bằng thành tiền nhân cho phần trăm thuế, trong đó phần trăm thuế được quy định bởi hai ký tự số 4 và số 5 trong mã hàng. Như vậy là thuế ở đây nè, chúng ta sẽ thấy là quy định bằng hai chữ số này. Cái này là 04 tức là 4%, 05 là 5%, thuế này là 8%, 12%, 15%, 5%, 10%. Như vậy tiền thuế ở đây là mình sẽ lấy hai cái ký tự này, hai ký tự số 4 và số 5 ở đây. Như vậy là khi mình xem thử ký tự số 4 và số 5 nó nằm ở giữa của cái chuỗi này, nên chúng ta sử dụng hàm hàm gì? Hàm mid đúng không? Thế chúng ta phải lấy hàm mid trước coi thử nó có đúng cái số ký tự số 4 số 5 đã không đã. Dùng hàm mid nè. Chúng ta phải xác định lấy hai cái chữ hai cái từ đó trước đã, coi thử xem là đúng hay không. Còn khi nào chúng ta làm rành rồi thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái hàm if hoặc là kết hợp các hàm khác chúng ta viết luôn một lần. Còn giờ chúng ta chưa rành thì chúng ta cứ làm ở trong chúng ta làm ra. Vậy chúng ta dùng hàm mid nè, mid của cái chuỗi này
Rồi bắt đầu lấy ở vị trí số mấy này, mình muốn lấy hai vị trí này là số 4 số 5 nha. 1 2 3 4 như vậy bắt đầu chúng ta lấy từ số 4 nha. Và chúng ta num chắc là chúng ta sẽ lấy gì, hai ký tự. Rồi chúng ta xem thử nó ra cái gì này. Rồi. Rồi nó ra đúng cái thuế của chúng ta. Rồi cái này là thuế là bằng gì, bằng cái số phần trăm này của cái thành tiền ha, bằng 4% của cái thành tiền này. Như vậy là ở đây chúng ta là gì, ở đây hiện giờ cái số 4, số 5, số 8 đây nè thì nó vẫn đang ở chế độ là gì, là máy tính nó đang hiểu là test. Bây giờ mình sẽ chuyển cái test này sang cái số, thì mình dùng cái hàm nãy giống như nãy mình nói đó là hàm value nha. Value để mình chuyển các cái test này sang số. Rồi chuyển hàm value của này. Như vậy là value nó sẽ gì, nó sẽ cho tất cả này ra là gì, ra thành số hết. Rồi thuế là bằng 4% của thành tiền. Rồi đúng rồi nha. Tiền như vậy là thuế bằng 4% của thành tiền nha. Thành tiền là này và mình chia gì, 100, 4% hả. Rồi enter đây, chúng ta được thuế này. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống nhà, chúng ta được thuế như vậy. Ở đây chúng ta sẽ thấy là thuế ở đây rất là cao ha. Tới 10% à, ví dụ. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có được cái thuế. Giờ chúng ta sẽ làm đến cột cước chuyên chở. Cước chuyên chở thì mình sẽ coi này. Cước chuyên chở bằng thành tiền nhân cho 1% nếu từ Việt Nam và 6% nếu từ Nhật, 15% là nếu từ Mỹ. Như vậy là chúng ta sẽ dùng hàm nếu, đúng không? Nếu cái nước sản xuất là Mỹ thì nếu nước sản xuất là Mỹ thì 15% của công chuyên chở của cái thành tiền đó ha. Rồi như vậy chúng ta sẽ dùng hàm nếu bằng nếu nè, nếu cái nước sản xuất này mà bằng nước Mỹ, bằng bằng Mỹ thì cước chuyên chở sẽ bằng lại bằng 6%, đúng không, là 0,06. Rồi chia nhân cho gì, 6,06 nhân cho cái thành tiền theo như thế này. Cước chuyên chở bằng thành tiền nhân cho 6%. Nếu từ Mỹ thì 15%. Vậy ở đây là 15% Rồi tiếp theo là gì, còn nữa ở trong này còn nữa ha. Ngược lại chỗ này nè, rồi chúng ta chưa xong được. Ngược lại nếu cái ô này, ô E7 này mà bằng Nhật, ô E7 đó bằng
nếu OE7 nó là nhật thì là nhật là mình sẽ thấy là gì, 6%. Như vậy là nếu cái OE7 nó là nhật thì cái cước chuyên trễ sẽ bằng là gì, 0.06 nhân cho gì, thành tiền. Còn ngược lại nếu mà không phải Mỹ, không phải Nhật thì Việt Nam, Việt Nam thì cước chuyên trễ của nó sẽ là gì, 0.01 nhân cho gì, cho cục thành tiền đây. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại. Rồi chúng ta, như vậy là chúng ta sẽ có cái cước chuyên trở là như này. Nếu thì chúng ta sẽ nói là nếu cái cột, nếu cái OE7 này nè, nếu mà nước sản xuất là nước Mỹ, tức là OE7 mà bằng Mỹ thì thuế là bằng 15% của cái thành tiền này, hay 15% nhân H7. Ngược lại là phẩy nè. Ngược lại nếu cái ô này mà là nhập thì thuế của nó là bằng 0,06, tức là 6% nhân cho gì, thành tiền này. Ngược lại nếu không phải Nhật mà không phải Mỹ, thì các trường hợp khác còn lại thì mình sẽ lấy gì, thuế bằng 1% của thành tiền. Như vậy chúng ta sẽ ghi đúng công thức này. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống. Rồi, ok. Thì ở đây ví dụ như ở đây mình sẽ thấy là gì, cái ô này nó ra xuất hiện cái dấu sao này nè. Thì dấu sao này có, nó báo mình biết là gì, là cái ô này không có đủ rộng để cho nó thể hiện con số đó, nên mình sẽ gì, kéo cái ô đó, cái cột đó cho nó rộng ra, à, nha, kéo nó rộng ra. Rồi tổng cộng thì sẽ bằng gì, sẽ bằng thành tiền cộng cái gì, thuế cộng cái gì, cước chuyên trở là bằng cái này. Hoặc là mình dùng gì, sum của ba này thì cũng được. Chúng ta có thể dùng cái này, cũng có thể dùng. Rồi như vậy là gì, chúng ta xong được cái bài này. Còn ở dưới này thì chúng ta có thể là gì, dùng hàm sum theo cái cột này. Sum là tính tổng của tất cả cái cột này. Rồi chúng ta, chúng ta chỉ cần kéo qua là nó sẽ tính tổng hết các cột đó. Rồi chúng ta hoàn thành cái bảng này. Chúng ta lưu lại với cái tên là bài tập số 2 chấm XLS. Còn ở đây còn một cái nữa là gì? Trong cái bài này nó yêu cầu là phải định dạng cái cột đơn giá có dấu phân cách hàng ngang. Rồi thì kể từ cái cột đơn giá này mình định dạng hết luôn ha, định dạng hết cái bảng này luôn đi. Rồi dạng cái đơn giá thành tiền thuế rồi vân vân, vậy là có dấu phân cách hàng ngang thì chúng ta chọn mô đen dữ liệu và chúng ta sẽ gì, chọn format cell nha. Sau đó chúng ta chọn cái number và chúng ta tích dấu vào cái views, chọn cái phân phân cách 1000 này. Chúng ta sẽ gì, bấm ok. Là chúng ta thấy là gì, giữa các cái hàng ngàn đó thì chúng ta sẽ có cái dấu phẩy là dấu phân cách ở đây. Rồi phía sau đó chúng ta có hai chữ số thực vật. Tương tự như vậy ở dưới đây chúng ta cũng là gì, tạo cho nó cái dấu phân cách hàng ngàn. Nếu chúng ta có muốn có hai dấu thập phân ở phía sau thì chúng ta sẽ, hai số thập phân phía sau thì chúng ta sẽ gì, bấm vô ở đây và dữ số thì chúng ta bấm ở đây, chúng ta ok. Như vậy.
Có thể là chúng ta trang trí bằng cách là gì, bôi đậm này lên cái nhà, hoặc là cho nó một màu gì đó. Chúng ta coi sự xem gì nữa. Trên đây còn một cái nữa là gì, tạo ngày tháng của hôm nay. Ví dụ như là hôm nay chúng ta làm này, thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm để chúng ta lấy cái ngày, chúng ta điền vào đây. Thay vì chúng ta đánh thủ công, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm làm lấy ngày tháng năm hiện tại, là cái hàm tu đây và tu đây. Chúng ta viết tu đây rồi đóng mở ngoặc, là tự động nó sẽ ra là gì, cái ngày tháng hôm nay là ngày bao nhiêu thì nó sẽ ghi vô này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy trong cái xử lý dữ liệu test thì chúng ta cần phải nhớ các hàm hàm let, hàm write, hàm mix. Ngoài ra chúng ta cũng có một hàm xử lý test cũng hay dùng, là cái hàm len. Như mình sẽ ví dụ, cái hàm len là hàm tính chiều dài của cái chuỗi đó bằng bao nhiêu. Ví dụ như là ở đây mình sẽ gì, mình có cái mã hàng này, thì mình tính chiều dài của cái chuỗi này là có bao nhiêu ký tự. Thì ở đây 1, 2, 3, 4 ký tự. Chúng ta thử nha. Chúng ta ghi chiều dài chuỗi. Ví dụ như vậy, chúng ta bật lên nè. Nghe là tính chiều dài của cái chuỗi len của cái ô này. Ok. Như vậy là ở đây là gì, chiều dài của chuỗi nó ghi, nó tính ra được là gì, có 4 ký tự, 1, 2, 3, 4. Như vậy nó ghi chiều dài là gì, là 4. Cái hàm len này chúng ta cũng rất là hay dùng. Hay dùng ở chỗ là gì, ví dụ như là đối với cái trường hợp này, là cực kỳ khó khăn ở chỗ là chúng ta sử dụng cái mã hàng. Nếu chúng ta dùng hàm let, hàm write, hàm mix vân vân, thì chúng ta sẽ không có được cái sự chuẩn xác. Vì ở đây là gì, ví dụ như là cái mã của chúng ta thường chúng ta thống nhất là 5 ký tự hoặc là 3 ký tự, thì chúng ta thống nhất từ trên xuống dưới hết. Ví dụ như đây 4, thì cái mã của hàng ta 4 ký tự hết, thì chúng ta rất dễ xử lý. Còn ở đây là gì, trường hợp này rất khó, cái là gì, cái mã hàng của chúng ta là rất là lộn xộn. Mã hàng rất là lộn xộn. Ở đây C01 X là chúng ta 4 ký tự, nhưng mà ở dưới đây là 5 ký tự, ở dưới này 4 ký tự, 5 ký tự, 5 ký tự, 4 ký tự, 5 ký tự. Như vậy là chúng ta không thể dùng các cái hàm mix hoặc là write vân vân để chúng ta làm cho đồng loạt cho tất cả mã hàng này được. Xảy ra cái sự cố sai. Thì ở đây ví dụ như bây giờ mình lấy này, cái mã hàng của mình là ký tự cuối, là nó sẽ đại diện cho là xuất hoặc nhập. X là xuất, N là nhập. Còn ở trước đây là mã hàng. Bây giờ mình sẽ muốn lấy cái mã hàng thôi, lấy toàn bộ cái mã hàng thôi, không lấy cái ký tự phía cuối cùng. Như vậy đúng của nó ra là sẽ là gì, C01 rồi M O 23 C01 vân vân. Như vậy là mình muốn lấy là lấy cái mã hàng của nó thôi, không lấy cái ký tự cuối. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái hàm gì để chúng ta lấy cái mã hàng này? Chúng ta sử dụng hàm let được không? Ví dụ như bằng let của gì, của cái này, thì chúng ta sẽ lấy gì, ba ký tự. Nó ra là C01 thì đúng rồi nè. Nhưng mà khi chúng ta kéo xuống này,
vì nó lấy cái ba ký tự thôi, mà ở đây chúng ta cần tới là gì, lấy bốn ký tự, nên lúc bốn lúc ba chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết là gì, trừ cho mình một cái ký tự phía sau này là ok rồi, là còn nhiêu lấy hết. À, như vậy chúng ta sử dụng hàm left này không được, hàm right cũng không được, hàm mid cũng không được. Đó, rất khó. Nên ở đây chúng ta sẽ kết hợp một cái xử lý chuỗi, xử lý chuỗi kết hợp với cái chiều dài này. Thì chúng ta xem thử cái cách nào ha, chúng ta làm thử đây. Mã hàng, ví dụ như mã hàng đây. Mã hàng sẽ bằng là gì? Thử nha. Chúng ta sẽ bằng lấy bên trái. Lấy bên trái. Chúng ta cứ lấy bên trái hết. Bằng led. Lấy bên tay trái. Mở ngược ra của cái ô này nè. Đó. Rồi. Phải. Bây giờ chúng ta sẽ lấy bên trái bao nhiêu ký tự? Thì mình sẽ lấy toàn bộ các ký tự này trừ một cái gì, cái ký tự bên phải thôi. Như vậy là chúng ta sẽ lấy chiều dài của toàn bộ, chiều dài của toàn bộ cái hàm của chúng ta ở đây, và chúng ta sẽ gì, trừ cho chiều dài của cái bên phải này, trừ cho một đi, trừ cho một là bên phải này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng gì, left của cái ô này, ô B33 này, thấy chưa? Chúng ta lấy bao nhiêu ký tự thì chúng ta sẽ lấy chiều dài của toàn bộ cái chuỗi này. Như vậy ở đây nó sẽ tính ra, nếu chúng ta bấm len B33 là nó sẽ ra là gì, là cái chiều dài đó là bằng 4 ha. Sau đó chúng ta trừ đi gì, một là nó còn 3 đúng không, nó còn 3 là nó sẽ lấy được 3 ký tự đầu tiên. Rồi thử, em thử thử nha. Nó báo là gì, test. Test là B33, trừ cho gì, len của thằng này, là giá trị gì đây. Bây giờ mình muốn thử lại từng cái nó ra cái value đúng không, thì mình sẽ kiểm tra thử xem thử cái chiều dài len nó có đúng không. Mình bàn trước, mình sử dụng từ trong ra len của chiều dài này, mình xem thử là bằng nhiêu. Len của bằng 4. Vì vậy len của bằng 4 mà mình trừ cái gì, trừ 1 và thử nó bằng nhiêu, bằng 3. Như vậy là gì, mình sẽ tiếp tục, mình sẽ gì, lấy led, led của gì, của toàn bộ cái này. Led của gì, của cái B3 này trước, led của cái ô này phải. Rồi ba cái từ. Rồi như vậy chúng ta kiểm tra là bằng cách đó. Cho đây là sai cái gì đây. Chúng ta bỏ cái này đi. Như vậy chúng ta sẽ là gì, ra được cái giá trị này. Khi chúng ta làm viết luôn một lần, là nếu nó bị sai thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách là chúng ta sẽ giải quyết từ trong, từ trong nè, cái nào ở trong sâu nhất của cái biểu thức, cái ngọt trong sâu nhất ấy, thì mình sẽ xử lý trước, mình xem thử nó có đúng hay không, sau đó mình sẽ gì, đến các cái hàm ở bên ngoài. Như vậy là mình sẽ kiểm tra từ các hàm hàm đơn trước, sau đó mình sẽ gì, nối các hàm phức tạp ở phía bên ngoài. Cứ mỗi lần mình sẽ nối thêm để mình kiểm tra thử là nó bị lỗi ở chỗ nào. Như vậy là chỗ đây chúng ta sẽ có cái nó lấy là đúng C01, thì mình kéo xuống thử nha. Rồi may quá, nó sẽ lấy được đúng ở đây là gì, là MO23, MO23.
nha, là 4 ký tự. Và ở đây nó lấy là C01, đây 4 ký tự, 4 ký tự. À 4 ký tự. Như vậy cái chỗ này, cái hàm này á, là hàm xử lý cái chuỗi này nó hơi phức tạp hơn so với các cái chuỗi trước. À, bằng cách mình phải ứng dụng thêm cái hàm len là tính chiều dài của chuỗi. À, thì mình sẽ nói lại ha. Sẽ làm lại. Rồi. Bằng mình bình thường á là mình sẽ làm như này, là lấy bên tay trái của cái ô mã hàng đây này. À, lấy bên tay trái đó bao nhiêu ký tự, mình lấy có thể 3 hoặc là 4 mình không cần biết, nhưng mà trừ cho mình một cái ký tự ở cuối đây. À, trừ cho mình một ký tự ở cuối đây này, đó, trừ cho mình một ký tự đó. Như vậy ký tự cuối ra trừ ra thì mình sẽ bằng cách là mình xử lý bằng cách mình lấy len của toàn bộ cái chuỗi này là nó đếm ra được 4. À, len của toàn bộ cái mã hàng này nó đếm ra được 4. 4 thì nó trừ cho một ký tự cuối này được là còn là 3. Như vậy nó sẽ lấy là bên trái 3 là ok. Hoặc là trường hợp này thì mình sẽ lấy led của mình, đầu tiên mình sẽ lấy len trước ha. Len của cái chiều dài của cái mã hàng này nó sẽ đếm 1 2 3 4 5, len nó sẽ bằng 5. Và mình trừ đi 1 là len nó sẽ gì, trừ cái chữ n đây. Như vậy nó sẽ còn 4. Như vậy mình lấy led là bên tay trái 4 ký tự là nó sẽ ra được MO 23. Đó, cách làm như vậy. Như vậy bây giờ ta sẽ làm từng bước lại. Bằng len là lấy chiều dài của cái chuỗi. Ok, lấy chiều dài của chuỗi này. À, len. À, chiều dài của chuỗi bằng 4 như vậy. À, chiều dài của chuỗi bằng 5. À, bây giờ mình sẽ là gì? À, mình trừ ra một cái ký tự ở bên tay phải của mình đây. À, trừ cái len đó, trừ 1 là nó xỉu, sẽ còn là gì, 3 đúng không? Rồi nó sẽ giảm đi hết một nửa. Rồi như vậy còn 3, như vậy mình sẽ lấy bên tay trái 3 ký tự là ok đúng không? Như vậy mình sẽ bằng gì, led. À, lấy bên tay trái của cái ô gì, ô B 33. Rồi phải, nãy nó tính nguyên nguyên cái phía sau này nó tính bằng 3 rồi, nên mình ở đây mình sẽ biết là ở phía sau đây nó sẽ bằng 3 vì mình kiểm tra nãy rồi đúng không? Rồi xong mình ta, như vậy là sẽ gì, sẽ tính ra được mình là gì, nó sẽ lấy được cái chuỗi mình cần cần tìm. Rồi như vậy là chúng ta trong cái bài này thì chúng ta đã làm quen với cái việc xử lý chuỗi, kiểu dữ liệu chuỗi là kiểu test này này nha, bằng các hàm là left right mid hoặc là len vân vân. Hy vọng là các em sẽ thực hành lại cái bài tập này và hiểu được cái bài xử lý cái dữ liệu test, dữ liệu chuỗi bằng Excel, một số hàm căn bản như vậy. Rồi hẹn gặp các em ở cái video kế tiếp. Chào các em.